phố cổ vào 6:30 mỗi tối là mình sẽ xài cái lồng đèn như thế này, hoặc là những cái đèn lu, không được xài những cái đèn sáng. Quá tuyệt vời. Xin chào các bạn, mình vừa ăn cái bánh trung thu khoai lang rất là ngon. Trung thu tới rồi, ba mẹ cùng với các bé mà làm cái chiếc bánh này là các bé rất là thích. Được nặng, được chơi đồ hàng rất là vui, mà cũng rất là dễ làm. Cái vỏ của mình là bằng khoai đó, khoai các màu nè, khoai lang tím nè, khoai lang vàng nè. Màu xanh thì mình để thêm trà xanh vào. Mình làm cái bánh trung thu bằng khoai lang, khoai môn này rất là dễ. Các bạn không cần phải có bột nè, không cần phải có cái khuôn nha. Thì làm rồi ăn liền, trong gia đình mình ăn. Cái bánh trung thu này rất là ngon, không có bị ngán. Cái trọng lượng thì mình sẽ hấp xong mình sẽ nói. Dễ hơn nha. Chứ bây giờ mình hấp thì nhiều khi các bạn mua cái loại củ nó khác nhau á. Vỏ nó dày hoặc là nó bị sượng nhiều, sượng ít mà mình tính, mình cân cái lúc mà mình chưa nấu thì nó rất là khó. Thì các bạn sẽ hấp gồm có là khoai môn nè, khoai lang tím nè, khoai lang vàng nè, khoai tây nè. Nếu mà các bạn có thêm cái khoai lang màu trắng nữa thì ngon lắm. Nhưng mà hôm nay mình đi chợ không có khoai lang trắng, cho nên nó sẽ thiếu được cái màu trắng. Thì tím mình sẽ ra cái bánh trung thu màu tím nè. Rồi màu vàng thì mình sẽ ra cái bánh trung thu màu vàng. Vậy nha, bây giờ mình hấp cái khoai này thì chắc các bạn đó ai cũng biết rồi ha. Mình luộc hoặc là mình hấp cho nó chín, giống như khoai lang mình ăn vậy đó. Mình để vỏ để lát mình lột ra, khoai lang mình nó ngon hơn nha. Cái khoai môn mình luộc xong rồi nè. Cái khoai tím nãy ăn cơm quên để nó nở quá trời. Cái khoai đỏ vàng thì nó ngon. Giờ mình lột vỏ. Khoai tây giờ mình lột vỏ hết. Thì khoai lang mình hấp xong rồi, bây giờ mình chia mỗi một cái này là 120g. Cái này là mình làm cái khoai lang màu tím. Nếu mà mình làm màu tím của khoai lang không thì nó đậm nè, với lại nó màu nó không được đẹp. Thì mình sẽ trộn chung với lại làm khoai môn vào cho nó bớt cái màu tím nó ra. Thì 120g thì cái này cỡ 80g, cái này cỡ 40g. Thì các bạn tùy, nếu mà các bạn pha màu trắng nhiều á thì cái khoai của mình nó tím nhạt đi, còn nếu không thì các bạn có thể dùng hết nguyên cái màu tím này cũng được. Thì cái này là khoai màu vàng, thì mình lấy cái khoai màu vàng ngon một gà như thế này nè. Mình có một cái củ khoai tây trong đây. Mình bỏ khoai tây để làm gì? Tại vì cái khoai lang của mình nó khô, không có dẻo. Thì mấy cái kia mình dùng khoai môn nó dẻo với khoai lang nó bột, hai thứ hòa lại rất là ngon. Thì cái này bắt buộc mình phải có cái khoai tây vào để cho nó dẻo nó ngon nha. Đó, bây giờ mình mài ra hết. Các bạn mình dùng muỗng cạo như thế này nè. Mình không đó, xong rồi cái nó sẽ như thế này nè, cái mình sẽ vớt cái lớp này lên nè. Đó, nó sẽ mịn. Bây giờ mình làm ít quá cho nên mình làm cái này. Nếu mà các bạn làm ăn nhiều á, với lại các bạn làm một màu á thì nó dễ. Mình làm tới 3 màu nên mình chia nó ít. Đó, vậy đó. Rồi mình lay cho nó mịn. Thường các bạn làm, thường các bạn mình thấy là làm màu tím là nhiều nhất. Khoai lang tím thôi, khoai môn với khoai lang tím cho nó ngon thôi. Hồi nãy mình chà cái lớp đầu là cái màu vàng á, cái bây giờ mình chà cái màu tím, cái nó có vàng vàng tím tím, cái hoa rất là đẹp, nó nằm ở dưới cái rây á các bạn, đẹp quá hả, nhìn nè. Thì mình lấy cái muỗng mình sẽ hớt nó như thế này, nó rất là đẹp luôn. Cùng các con làm á mình vui lắm á. Các bé nhỏ nhỏ là sẽ thích lắm, nhất là khi mà các bé thấy những cái hộp, những cái đồ chơi như thế này, các bé mê lắm. Hôm nay là mình quay buổi tối á, mà cái máy của mình nó không có cái đèn flash cho nên nó màu nó hơi ấy. Còn nếu mà mình quay bằng máy điện thoại thì cái màu đẹp, nhưng mà cái âm thanh nó chát lắm. Các bạn nói là nó bị nhức tai, cho nên dạo này mình dùng cái máy hơi bị bèo á, màu nó không được đẹp. Chứ ở ngoài cái này màu tím, nó là hơi tím tím nè. Màu này nó màu vàng hột gà, cái màu này màu tím nè, màu tím của khoai với lại màu tím của khoai môn đó, mình chưa có trộn lên. Thì bây giờ mình sẽ bỏ sữa đặc vào đây. Thì mình sẽ bỏ như thế nào đây? Thường á, 1 gram này á, mình sẽ bỏ khoảng là 10 gram sữa không đường. Sữa đặc có đường mà mình hay uống cà phê đó các bạn. Nè, cái sữa đặc á, thì mình để sữa đặc có đường vào đây thì nó sẽ béo và cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Thì mình để cái này nó tùy cái loại, giống như là cái khoai lang tím nó sẽ không ngọt bằng cái khoai lang vàng này. Đó, cái khoai môn nó cũng không ngọt. Thì mình sẽ để rồi mình nếm lại, có nó vừa ăn là được. Mình sẽ để 1 muỗng này nha, 1 muỗng ăn canh á. Sau đó mình nếm lại, các bạn cũng vậy, tùy mỗi một loại. Nhiều khi mình mua trúng cái khoai nó không ngọt, cái khoai ngọt, thì mình trộn đều rồi mình nêm lại theo cái gia vị gia đình của mình nha. Mình cho một xí là cái hỗn hợp của mình nó ngọt ngon lắm, rất là mịn luôn á các bạn. Đó, mình nhồi cho nó dẻo hơn nha. Khoai lang với khoai môn á, mình nhồi nó dẻo lắm nè, nó ra một cái màu tím rất là đẹp. Để mình nếm thử. Vẫn chưa, hơi ngót ngót lắm, ngon quá. Nó rất là béo các bạn, khoai béo mà sữa thêm béo thêm ngọt nữa. Vậy là mình dùng một cái muỗng, mình dùng muỗng đầy, cái muỗng ăn canh á, muỗng đầy sữa nha các bạn. Là mình ăn ngọt á, cho bé ăn á, ngọt không cần dùng đường đâu. Đó, như thế này mình bắt lên bếp, mình sên cho, mình xào khoảng chừng 5 phút cho nó khô lại. Tại này bỏ sữa vô nó hơi ướt là được rồi ha. Đó, cái hỗn hợp khoai lang của mình rất là ngon. Cái khoai mình chín rồi, sữa mình cũng chín rồi. Mình ăn. Wow, ngon quá, không ngọt quá, mà ngọt ngọt béo béo, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Xong rồi đó. Mình sẽ làm cái hỗn hợp màu vàng này nha. Mình sẽ cho đầy sữa luôn. Rồi sau đó mình nêm lại. Rất là vừa ăn. Ngon quá. Khoai mà có sữa vô béo béo ngon gì đâu. Mày làm xong chưa mẹ? Chưa. Chưa thì hồi cho chơi cái này. Cái màu tím. Cái này là mình sẽ làm cái trà xanh á. Các bạn có để trà xanh vô nó sẽ ra cái màu xanh đẹp nha. Mình cho khoảng 1 gram á, bột trà xanh, nửa gram đi các bạn. Mình nhồi lên cái màu như thế nào mình để vô, chứ mình để một lần nó đậm màu không đẹp. Vậy là màu nó hơi lợt quá, mình cho thêm vô nè. Giờ mình bắt chảo chống dính lên, cái mình bỏ khoai lang lên, mình nhồi sơ cho nó khô lại một xí nha các bạn. Cơ bản là như thế này là mình có thể đóng bánh được rồi. Cái khoai lang mình nấu chín rồi, sữa mình cũng ăn sống được, nhưng mà mình muốn bắt lên chảo cho nó nóng, cho nó dẻo lại. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhiều khi cái hơi tay của mình, nếu mà mình không dùng bao tay á, thì mình bắt lên nó nóng nó cũng đỡ hơn nha. Đó, mình nóng một xí à, mình sẽ bỏ cái máy xuống mình làm. Tại ở gần bếp á, mình không có để cái chân máy á. Mình bắt lửa vừa thôi, cho cái khoai mình nó nóng lên, nó dẻ lại, khô cái sữa hồi nãy nữa. Rồi, vậy là dẻo ngon rồi các bạn, nó giống như nhân vậy. Ở cái này mà các bạn làm nhân á, các bạn ăn cái đậu xanh mà các bạn cảm thấy mà nó ngán á, thì mình thấy cái nhân khoai này nó cũng ngon lắm. Cảm giác là cái màu, cái khoai vàng nó ngon á. Mình cứ vậy mình làm nha, mình làm mấy loại khoai mấy màu thì mình cứ làm y hệt vậy nha. Thì đây là cái nhân mình sên xong rồi, tím nè, đó, màu xanh nè. cái này màu vàng nè. Thì bây giờ mình sẽ đóng bánh nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị cái dầu, mình tráng nhân này, nhân đậu xanh nè. Các bạn có thể lại sơn nhân đậu xanh đơn giản thôi, hoặc là nếu mà các bạn làm nhiều nhân cho bánh trung thu á, các bạn để tủ lạnh, thì mình làm bữa trước thì hôm nay mình lấy ra cái này nhân trà xanh nè, cái này nhân đậu xanh. Thì cái bánh trung thu này á, mình làm cái sơn nhân đậu xanh đơn giản. Đậu xanh mình nấu cho mềm, mình xay ra ít nước thôi, thì khi mình bắt lên bếp mình xào cho nó khô lại, cho nó dẻo. Nó khi mà nó hơi đạt cái độ sớm giống như này, mình bỏ xuống, mình nóng, mình nhồi, lúc mà mình xay thì mình đã thêm đường rồi. Các bạn coi cái công thức mình làm nha. Tức là 100g đậu xanh thì các bạn sẽ dùng khoảng 60g đường á. Đó, thì mình xay vậy, lúc mình xay ra mình xay chung rồi mình bắt lên bếp mình sên, cho nó khô lại là mình nhồi nóng á, thì đậu của mình nó sẽ dẻo rất là ngon. Thì cái cách đó đơn giản hơn cái cách mà mình, hoặc là các bạn vào xem cái bánh trung thu dẻo á, mình chả cao trà xanh đó. Nhân khoai môn á thì mình làm trong cái clip bánh rau câu trung thu. Thì tùy theo cái khuôn của mình á là mình sẽ đóng bánh như thế nào nha. Cái khuôn của mình là 35g, cái vỏ 20g, cái nhân 17g, mình trừ hao 2g cho nó đủ 35g, mình trừ hao 2g là 17g. Hoặc là các bạn làm cái nhân nhiều, vỏ ít, tùy các bạn muốn làm gì làm nha. Tại vì cái nhân với cái vỏ này hầu như nó ngon như nhau. Nó không phải giống như cái bánh nướng. Rồi, cái cân của mình bị hư luôn rồi. Tự xử luôn. Mình sẽ thoa dầu vô tay. Vậy là mình sẽ làm cái con thỏ này màu gì ta? Mình làm cái con thỏ này màu vàng. Mình sẽ lấy nhân trà xanh, một viên nhân trà xanh nhỏ. Mình thích trứng muối thì mình bỏ trứng muối vào nha, trứng muối rất là ngon đó. Hôm bữa mình làm cái trứng gà nó nhỏ nhỏ nè, nướng rồi nó rất là ngon. Các bạn không dùng trứng muối cũng không sao nha. Đó, mình sẽ bọc trứng muối vô. Đó. Mình sẽ bọc vỏ khoai lang, màu vàng. Mình nhắm chừng lại luôn. Mình cũng cho cái vòng ngoài nó mỏng để mình dễ bỏ nhân vô. Đó, mình sẽ ấy cục bột, nó dư hơi ít thì mình vuốt nó vô trong vậy nè. Đó, để lát mình ấn cho nó dễ. Đó, nó bằng đẹp như vậy cái mình gõ này, hai cái cạnh này mình để xuống bàn, gõ mạnh tay khoảng chừng 2 cái là bắt đầu nó rớt xuống, là mình phải nghiêng nó từ từ cho nó rớt xuống nè. Đó, tự động nó rớt xuống. Wow, cái xe đẹp quá. Mình cầm nhẹ tay thôi, tại vì cái khoai lang của mình nó mềm lắm. Đây, cái xe lan. Các bé mà cho các bé chơi mấy cái trò này nè. Nhưng mà bé cũng khoảng 7 tuổi nha. Bé 5 tuổi là nó không biết làm được. Không làm được rồi nào. Đây, cái bánh của mình làm xong rồi nè. Xe hơi, Doraemon, con thỏ, con cá. Mình ăn thử con cá nha. Ở trong nó có nhân rất là ngon, luôn các bạn, không có ngọt. Nó giống như cái bánh dẻo của mình vậy đó, nó mà cái bánh trung thu dẻo của mình nhưng mà nó không có dẻo hơn. Thơm, rất là thơm mùi trà xanh. Cái bánh này không có bị ngán. Cái này các bạn làm cùng với các bé chơi vui lắm. Trứng muối vào nó sẽ mặn mặn béo béo ngon lắm, nó không có bị lạc vị nha. Rất là tuyệt vời luôn á. Mình ăn khoai lang vậy đó, nhưng mà sẽ ngon hơn khoai lang. Tại vì á, mình bỏ sữa tươi vào, sữa bò vào đây, sữa đặc có đường á, thì nó sẽ có thêm cái mùi sữa đặc có đường rất là thơm và béo. Nó ngọt. Khoai lang tự nhiên nó không có ngọt đâu. Các bạn muốn đậm vị á, mà các bạn không để trứng muối á, thì các bạn nên dằn xiết thật là ít muối. Thì bánh của mình rất là tuyệt vời. Hôm qua mình làm lúc tối cho nên quay nó không được đẹp, nhưng mà mình để tủ lạnh đến hôm nay thì còn có 3 cái bánh à. Còn lại cả nhà ăn hết rồi, tại cái bánh này nó rất là dễ ăn cho nên cả nhà ăn hết mấy cái bánh có nhân rồi, còn lại 3 cái bánh này không có nhân thì mình bỏ trong tủ lạnh để hôm nay mình xem coi nó có bị cứng không, chứ thường bánh trung thu của mình không có để tủ lạnh được. Mình ăn thử cái khoai lang, ăn thử nó có cái vỏ nó có cứng không nha, chứ cái khoai lang này nó hết nhân rồi, hôm qua hết nhân rồi. Mọi người rất là thích ăn, thứ nhất là nó nhỏ, nó gọn, ăn nó không bị ngán. Thứ hai nữa là cái vỏ khoai lang á, cái bột khoai lang nó rất là mềm, mềm tan trong miệng luôn. Qua cái này không phải khoai lang mà cái này là đậu xanh nè. Cái đậu xanh với khoai lang nó giống nhau, mình sẽ ăn thử. Mình để tủ lạnh thì nó hơi bị ướt hơn so với hôm qua đó. Để tủ lạnh, khoai lang vẫn rất là mềm, nó không có bị gì hết. Vậy là cái bánh này mình làm, mình để tủ lạnh ăn được nha các bạn. Ăn được ngon luôn á, nó lạnh lạnh ăn rất là ngon. Để tủ lạnh mấy ngày thì mình không biết nha, tại vì mình mới để được hôm qua đến hôm nay à. Cái nhân này á là mình làm cái nhân cũng khoai lang ở trong luôn nè. Nếu mà các bạn không có thời gian để làm nhân đậu xanh á thì mình làm cái nhân khoai lang khác màu vô cũng rất là ngon, rất là đơn giản, không có mất nhiều thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.